Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Nhân Trạch có 2.116 thí sinh dự thi. Năm nay, Nhân Trạch tổ chức tại 3 điểm thi là các trường, trung học cơ sở Phước Thiền, trung học phổ thông Nhân Trạch, trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm. Qua ghi nhận, các thí sinh đều đến điểm thi sớm, không có thí sinh đi trễ. Để tiếp sức, các đội thanh niên tình nguyện phát nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập cho thí sinh dự thi, cũng như hỗ trợ đưa đón thí sinh miễn phí tại 3 điểm thi. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh tại điểm thi của trường trọc phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm bước ra khỏi phòng thi trong tâm thế phấn khởi vì đề văn dễ, vừa sức và theo cấu trúc cũ, đề bài hoàn toàn nằm trong sách giáo khoa và nội dung được ôn tập trước kỳ thi.